đây là cả lượng này đúng không, lượng ngang này. Nó có một loại cá lượng ngang đúng không chị? Có tên là gọi nó khác không chị chú Ến? Không, tên khác là người khác gọi thôi. Còn ở hải sản Hải Bình thì gọi là cá lượng ngang. Ở Hải Bình gọi lượng ngang. Cá này về gì nữa bà? Tẩm gấp rồi chưa? Hơi một nắng thôi bà. Hay là con kho nạc nhiều không? Chiên rán, chiên rán kho hả? Làm cá một nắng, tấm làm cá tẩm thôi. Tươi chưa? Cá đây là cá đi một ngày của tàu nhỏ, không có tẩm bất kỳ hóa chất gì cả. Cần gì nói cái đó, hàng biển mà. Hàng biển thì đầy, hàng biến thì tẩm đổ dạng UV. Đấy, cá lượng ngang à. Vì sao gọi là cá lượng ngang? Nó có nhiều loại là cá lượng, cho nên là phân biệt. À. Lượng ngang người mình thắng chàng bà đã giả dẹp này. Ngắn người. Cá lượng ngang có loại to hơn đây không? Hay là loại này thôi? To hơn ít thôi mà. Lượng ngang. Đây nè, nhiều chưa? Cá này hôm nay mua về để làm cá một nắng biếu khách hàng này. Cá rất là tươi, ngọt. Đó. Đây. Cái này đây, đánh vảy rồi đấy. Rất là tươi này, bên trong này mang rất là đỏ, ngọt, có nhớt luôn này. Hàng này người ta đi một ngày thôi, đi có một ngày thôi. Đó, bên trong cái mang rất là đỏ, đây. To như này. Cá này nó chỉ to khoảng được 2-3 lạng thôi là hết rồi, đã hết cỡ to rồi. Đây cái mình lưỡng ngang là nó cái mình nó rộng hơn này, cái thân chiều rộng nó rộng. Nó con nó ngắn. Cá này thì dùng kho chiên nấu canh chua và làm cá một nắng, người ta cắt đầu đi, đây là cắt đầu bên này này. Đấy, cắt đầu đây. Cắt đầu sạch sẽ này. Đấy. Ta rửa qua nước muối, rửa sạch sẽ, ngâm một ít nước muối. Xong rồi người ta phơi luôn cả con thì gọi là cá khô một nắng. Đấy, còn bình thường người đây là mua về vừa làm cho gia đình ăn và vừa biếu khách hàng, cho nên là làm rất là sạch sẽ, kỹ. Cắt đầu xong rồi mới mổ phi lê ra, rồi bắt đầu mới tẩm đường, tiêu, muối, ớt. Đấy, không cho bất kỳ cái dầu bóng nào vào hết ạ. Không có tẩm hóa chất vào trong đồ ăn này, cho nên là đây là gia đình ăn với lại biếu khách hàng thân quen, cho nên là mình làm giống như nhà mình ăn thôi, rất là sạch sẽ. Đây cái khâu đánh vảy đây. Đánh vảy càng sạch sẽ thì lúc mình tẩm ướp nó sẽ thấm. Sạch sẽ rồi.